xin chào tất cả các bạn trong video sẽ hướng dẫn cách tạo ra nội dung cho trang chủ của website thương mại điện tử sử dụng woocommerce và wordpress thì trong trang chủ sẽ hiển thị là các cái sản phẩm mới rồi những cái sản phẩm được nhiều người yêu thích những sản phẩm bán chạy vân vân thì một số các cái nội dung chính được hiển thị ở trong cái trang chủ của website để tạo ra trang chủ và đưa các thành phần vào cho trang chủ cho phù hợp với một website thương mại điện tử thì chúng ta sẽ tiến hành là cài đặt các flashing thì kích vào cài mới flashing và sẽ thực hiện tìm kiếm home by control và nhấn enter đây thì sẽ là home bay control và nhấn enter để tìm kiếm các flashing ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng đó là home bay control và kích vào cài đặt kích vào kích hoạt để kích hoạt Tiếp theo sẽ thực hiện hiệu chỉnh nội dung của trang chủ. Thì kích vào menu trang và kích vào xem tất cả các trang. Di chuyển vào trang chủ, kích vào chỉnh sửa. Và trong nội dung của trang thì sẽ kích vào mặc định là mẫu là trang chủ và kích vào cập nhật để cập nhật nội dung của trang. Trở lại giao diện cho phần người dùng, tức là phần client thì kích vào trang chủ thì chúng ta sẽ thấy là hiển thị danh sách các cái thành phần được hiển thị ở trong trang chủ như thế này. Đầu tiên là mục danh mục sản phẩm, thứ hai là sản phẩm mới, thứ ba là là nhiều người yêu thích và thứ tư đó là đang giảm giá thứ năm đó là các sản phẩm bán chạy nhất được hiển thị ở trong cái giao diện của trang chủ và chúng ta có thể là bỏ cái mục là test được hiển thị ở đây để giúp là có thể uh, đẹp hơn và tốt hơn hiển thị tốt hơn các cái thông tin Đó là giao diện quản trị kích vào trong chỗ giao diện và kích vào mục là tùy biến và trong mục này sẽ thực hiện là tùy chỉnh các cái thông tin và sẽ kích vào Home Control đây là các cái mục được hiển thị ở trên trang chủ và chúng ta có thể là sắp xếp, tùy chọn các cái mục Đầu tiên là sẽ không cần cái nội dung là hiển thị ở trang chủ thì chúng ta bỏ đi. Và các mục còn lại thì chúng ta có thể sắp xếp theo cái thứ tự hiển thị. Ví dụ là các cái sản phẩm nổi bật thì di chuyển lên trên, sau đó là sản phẩm mới được di chuyển lên trên. Ở đây thì có thể là di chuyển lên trên và sản phẩm phổ biến thì có thể được di chuyển lên trên và sản phẩm bán chạy thì di chuyển lên trên như thế này và sau khi chỉnh sửa nội dung thì kích vào nút là đăng để chấp nhận các cái thay đổi và lưu các cái thay đổi này ở trên trang chủ và nhấn vào trang chủ để hiển thị cái thông tin và trong này thì đầu tiên là sẽ hiển thị danh sách các cái sản phẩm mới Thứ hai là hiển thị danh sách các sản phẩm được nhiều người yêu thích và thứ ba là hiển thị danh sách các sản phẩm bán chạy và hiển thị danh mục các sản phẩm thì trong này chúng ta chưa đưa vào các cái hình ảnh đại diện cho các cái danh mục thì sẽ bổ sung các cái hình ảnh đại diện cho các cái danh mục sản phẩm và sản phẩm đang giảm giá và kết thúc quay trở lại phần quản trị ở trong một sản phẩm thì kích vào mục là danh mục và sẽ hiển thị ra danh mục tất cả các sản phẩm và ở đây thì có thể kích vào chuột máy tính để thực hiện chỉnh sửa và di chuyển xuống chỗ hình thu nhỏ là kích vào tải lên và có thể lựa chọn hình ảnh đại diện cho danh mục ở đây thì có thể kích vào và sử dụng ảnh kích vào nút cập nhật để lưu các cái thay đổi đối với lại danh mục sản phẩm trở lại nội dung của trang chủ nhấn vào refresh và di chuyển tới phần là hiển thị danh mục sản phẩm thì chúng ta thấy là hình đại diện của danh mục là chuột máy tính được hiển thị lên và như vậy chúng ta kết thúc phần hướng dẫn cách tạo ra trang chủ cho website thương mại điện tử xin cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của tất cả các bạn